sống cạnh một người có 4 đặc điểm này thì bạn sẽ khổ cả một đời. Thứ nhất, một người không bao giờ biết nhận lỗi. Rõ ràng họ đã phạm phải sai lầm, đến trẻ con cũng có thể nhìn nhận ra vấn đề của họ, nhưng mà bản thân họ thì lại không bao giờ chịu nhận lỗi. Không nhận lỗi đã đành, ngược lại họ lại còn tìm đủ mọi lý do để mà soi mói, đùn đẩy trách nhiệm đó lên đầu của bạn. Thứ hai, đó là sau khi kết hôn thì gần như họ không bao giờ công nhận bạn, không bao giờ khen ngợi, ghi nhận sự cố gắng của bạn. Cho dù bạn đã vì gia đình mà làm biết bao nhiêu việc thì họ cũng đều cảm thấy đó là những điều đương nhiên và trách nhiệm bạn phải làm. Và tệ hơn nữa, khi mà bạn đã vì gia đình mà mệt mỏi kiệt sức, đầu bù tóc rối nhưng mà họ vẫn cảm thấy bạn làm chưa đủ tốt, một cái lỗi nhỏ thôi cũng đủ để họ nhai đi nhai lại cả cuộc đời. Điều thứ ba, đó là họ so đo tính toán nhỏ nhen, ích kỷ với bạn. Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ thôi cũng phải nói ra nói vào không có hồi kết. Thứ tư, đó là bất luận chuyện gì họ cũng phải hơn thua với bạn cho bằng được. Lại còn tâm trạng thất thường, bạn cũng không thể nào biết được câu nói nào, sự việc nào khiến họ nổi giận cả. Bạn sống với họ như là bạn đang làm bạn với cọp vậy. Vợ chồng có mâu thuẫn cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu sống với một người như vậy thì thật sự rất là mệt mỏi.